Câu chuyện quà Tết ý nghĩa Tôi muốn có một món quà dành tặng riêng cho con trai tôi nhân dịp Tết này Dạ thưa anh ấy như thế nào ạ để cháu còn tư vấn cho bác Con trai tôi cao 1m8 Đẹp trai này, khỏe mạnh Hơn nữa còn độc thân Với cả thứ gì nó cũng có rồi Nên bây giờ tôi chẳng biết mua cái gì để tặng nó Vậy bác có thể tặng anh ấy số điện thoại của cháu được không ạ? <laughs> câu chuyện nai hóa thành sư tử ngày tết hai bạn thân gặp lại nhau trong một thời gian dài xa cách trò chuyện hồi lâu chợt có một người hỏi này, thế cái mối tình của cậu và con nai vàng bây giờ ra sao rồi người kia thoáng buồn rồi đáp hết rồi cậu ạ chẳng còn nhìn thấy cái bóng dáng con nai vàng ngơ ngác hay là cái gì đâu ừ, sao vậy mình đã cưới nó rồi bây giờ nó hóa thành cái con sư tử Câu chuyện 30cm và rất cứng Một cô gái tóc vàng đi du lịch châu Âu vào mùa tuyết rơi. Đến thành phố nọ, cô vào khách sạn có tên Mùa Đông và thuê phòng. Trong lúc chờ làm thủ tục, cô nhìn thấy tấm bảng treo và lầm bẩm đọc. Muxi 15cm mềm Kini 20cm hơi cứng London 30cm rất cứng Cô hồ hởi ghé tai nhân viên lệ tân và hỏi này cô, ông Luân đôn ở phòng nào ấy nhỉ? À dạ thưa cô, đây là bảng thông báo về độ dày của tuyết ở khu vực lân cận ạ. À. <laughs> Câu chuyện bảo vệ con gái. Anh chàng nọ đang lái xe xuống núi, đột nhiên một ông lão nhảy ra giữa đường chặn xe của anh lại. Đứng bên vệ đường là một cô gái xinh đẹp. Anh chưa kịp ngắm người đẹp thì ông lão đã quát to. Đằng kia, xuống xe đẩy xe ngay không tông bắn. Lấm lét nhìn khẩu súng trên tay ông lão, anh ta xuống xe và bắt đầu chống đẩy. Được vài chục cái, anh ta định đứng dậy thì ông lão quát. Tiếp tục, khẩn trương. Dạ cháu, cháu. Muốn ăn đạn à? À dạ không ạ. Chống tiếp. Dạ vâng ạ. Cứ như vậy, anh ta liên tục chống đẩy cho đến khi mệt lả, nằm vật xa nền đất. Nào, tiếp đi. Dạ bác ơi, cháu sắp chết rồi bác bắn đi được Ông lão nhìn kỹ anh chàng tội nghiệp rồi nhẹ nhàng Tốt rồi Anh làm ơn cho con gái của ta đi nhờ xe xuống núi nha <laughs> Câu chuyện Chó cắn cổ chồng Ông chủ nọ gọi về cho vợ Báo là phải làm việc trễ Sau đó dẫn cô thư ký xinh đẹp đi ăn Ông này gặp may vì được cô thư ký rủ về phòng mình Hai tiếng sau Ông vào phòng tắm để sửa soạn trở về nhà Bỗng ông ta hoảng hồn vì thấy trên cổ mình có một vết cắn bầm do cô thư ký để lại. Ông đang hoang mang thì bị con chó béc dê nhảy trồm lên người. Ông nhanh trí vội ôm lấy con chó, vật lộn rồi la toáng lên. Ôi ôi em ơi, ôi, em ơi nhìn này nhìn này, con chó nó cắn bầm cổ anh này, em ơi. Ôi chết thật chết thật, anh xem đi, nó cũng cắn tím bầm mình người em lên đây này. Câu chuyện chơi khó nhau Biết tin gì chưa? Chuyện gì vậy? Từ ngày thằng Mark bỏ đi Vợ nó hốc hác hẳn Mấy đêm liền không ngủ được Nhớ nhung gì thằng đó cho mệt Chả nhớ nhung gì đâu Ờ, à, thế thì làm sao? Lúc đi, thằng đó còn cũng luôn cả cái giường đi ấy mà Câu chuyện không thèm nắm tay bà xã Thấy chồng gần đây tỏ ra lạnh nhạt, không gần gũi với mình, vợ than thở. Anh không còn yêu em nữa đúng không? Trước kia anh thường chiều em, ngồi cạnh em, nắm tay em và nịnh nọt em cơ mà. Nhưng em yêu, từ khi chúng ta bán cây đàn piano thì điều đó không còn cần thiết nữa mà. Câu chuyện Láng giềng láng tỏi Máy vi tính hỏi virus Này sao mày cứ làm phiền tao thế Mày đến từ đâu Thế mày đến từ đâu Tao đến từ USA Thế thì tao là hàng xóm của mày rồi Tao đến từ USB <laughs> Câu chuyện Lương tăng nhanh thế Tàu điện rất chật trội Một cô bị một anh đứng sát vào phía sau Thấy khó chịu nên đã quát lên Này anh có cái quái gì mà cưng cứng cứ cà vào người tôi thế À, cô yên tâm đi Tôi mới lị lương mà Xe đông quá tôi không dám đút túi sau Sợ mất cấp nên cuộn lại nhét vào phía trước đấy Gâm kêu to thế Một lúc sau cô gái bỗng kêu toáng lên Này 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 Sao lương anh tăng nhanh thế hả à, à, chắc là tại vì trước tôi to <laughs> Câu chuyện phạt nặng Một anh chàng nọ được bạn bè rủ đi nhậu nhưng vì tới trễ nên vừa ngồi vào bàn, chúng nó đã đồng thanh hô. Đến muộn, phạt, phạt nặng. Thế là anh ta uống một cốc rượu phạt, rồi cứ thế cốc phạt thứ hai, thứ ba, liên tiếp được rót ra. Tan tiệc, trên đường về nhà, anh ta bị cảnh sát giao thông chặn lại. À, anh bị phạt. À, lại phạt à? Thôi, cứ chơi chơi bên đi. Đồng chí rót đi. Rót đi. Câu chuyện để im xem sao Một chị chạy đến đồn công an trình báo về việc mất trộm Đầu tiên là tôi thấy thằng trộm cậy cửa để chui vào trong nhà Tôi sợ nhưng cứ để im xem sao Vâng Nó vào nhà đi thẳng vào giường tôi nằm Tôi vẫn cứ để im xem sao Nó sờ vào người tôi tìm tiền Sau đó sờ khắp người tôi vâng. Tôi vẫn cứ để im xem sao Nó sờ người rồi sau đó thì nằm đè cả lên người tôi Rồi sao nữa Nó đè lên người chị mà chị vẫn để im xem sao à Dạ thưa, đến lúc ấy thì tôi còn biết trời gì nữa đâu ạ. À. Ờ, à, được. Nếu thế thì đêm nay, thế nào nó cũng sẽ mò đến nữa. Chúng tôi sẽ phục kích, bắt cho chị nhé. Chị kia nghe vậy, tỏ vẻ vui mừng hẳn lên. À, vâng, à, xin các anh cứ phục kích ở ngoài. Hãy cho nó vào nhà để im xem sao đã nhé. Ok, chị này. <laughs> Câu chuyện Giải pháp đơn giản Tờ tạp chí gia đình tới phỏng vấn người phụ nữ có 12 đứa con trai. Bà có thể cho chúng tôi biết tên của cậu nhỏ nhất là gì không ạ? Ờ, Kevin. Ồ, ờ, cái tên đẹp thật. Vậy cậu tóc vàng đằng kia tên là gì ạ? Ờ, Kevin. Ờ, thế thằng bé hơi cao và có đầy tàn nhan kia. Kevin nốt. Ờ, thế còn cậu thanh niên tóc đen? Cũng Kevin. Cái gì? Chẳng lẽ tất cả họ đều có tên là Kevin ạ? Như vậy có phiền phức không? Không hề gì. Mọi thứ rất đơn giản. Khi tôi gọi Kevin, bữa sáng đã sẵn sàng, thì chúng chạy đến. Khi tôi nói Kevin đã đến giờ đi ngủ, thì tất cả đều đi ngủ. Vâng, nhưng nếu bà muốn gọi một trong số chúng thì làm thế nào ạ? Ôi, không vấn đề gì, chỉ cần gọi họ của chúng là được. Ơ, à, tôi khóc bố. <laughs> Câu chuyện Tại sao lại khóc? Một cô bé hỏi bạn mày cứ khóc suốt thế? Có gì lạ chứ? Không có răng này, không có tóc này, không biết đi này, không biết nói này, vệ sinh cũng phải người khác phục vụ. Thế thì mày có khóc không? Câu chuyện lo lắng vì bị trai đẹp nhìn lén. Một cô gái vội vã tìm đến người bạn thân của mình. Chết rồi Tũn ơi Hình như thằng Tèo nó thích tớ hay sao ấy Sao bạn biết Vì trong giờ học nó cứ nhìn sang tớ Thật á à? Vậy thì hay quá Thằng Tèo nổi tiếng đẹp trai nhất trường mà Nhưng chuyện này đã lâu chưa À mới thôi Trong giờ kiểm tra vừa rồi Câu <laughs> chuyện Nhầm lỗ Trong đêm tân hôn sau khi vợ chồng ân ái xong Đang im lặng Chồng lại cười khúc khích đầy bí ẩn rồi lại im lặng rồi lại cười khúc khích thấy vậy người vợ liền hỏi có chuyện gì mà anh cứ cười thế <cười> anh cười vì trên đời này có một cái lỗ mà sao nhiều người đút vào thế nhỉ à, à, sao anh biết sao không biết anh là chồng của em cơ mà vậy 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 anh biết rồi thì anh tha lỗi cho em không sao lại là lỗi của em do họ tự nguyện đút vào mà à... <laughs> hôm nay hôm nay đi đám cưới bao nhiêu khách cùng đút phong bì vào một cái lỗ ở trên thùng tiền mừng ấy, nhìn <laughs> hết cả hồn. Câu chuyện ông chủ vui tính. Ông chủ nói với người giúp việc: "Này, anh lau lại cho tôi đôi giày nhá." Dạ, thưa ông, tôi nghĩ rằng có lau lại rồi ông cũng đi bẩn thôi ạ." À. Ông chủ mặc thêm áo khoác, sách vali và bảo Tôi sẽ đi vắng vài hôm đấy. Vậy ông để lại tiền ăn cho tôi nhá. Ôi giời vẽ sự, anh có ăn rồi cũng lại đói thôi ạ. À.